Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Vô Cùng Bubble. Những bạn đang chơi game Liên Quân thì đang một cách một vấn đề rất là nhiều, đó là các bạn khi mà các bạn vô tình chúng ta lỡ out game mà chúng ta muốn vào lại thì nó lại download lại từ đầu. Thì khi mà các bạn out game download từ đầu thì nó sẽ không còn nằm trong trận nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến những điểm uy tín cũng như là ảnh hưởng đến cái tinh thần đồng đội của các bạn. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách để chúng ta khi mà chúng ta out game chúng ta vào lại nó sẽ không bị download lại từ đầu. Cách là cách như thế nào thì xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cách mà khi mà các bạn out game đang vào lại thì nó cũng khá là đơn giản ha. Thì trước tiên các bạn sẽ sử dụng một cái tính năng ở trên dòng sản phẩm của Bo, đó là một cái tính năng bóng quay lại nhanh. Thì để sử dụng được cái tính năng bóng quay lại nhanh này thì các bạn sẽ vào cài đặt. Thì bóng quay lại nhanh này thì chỉ hỗ trợ một số dòng thôi, nó chưa có phát triển ra đại trà những dòng máy sản phẩm như Bo R9 R10 chưa nha các bạn. Chúng ta sẽ vào công cụ tiện ích bóng quay lại nhanh, thì các bạn có thể kiểm tra trên máy mình xem vào công cụ tiện ích có xem bóng quay lại nhanh này hay không. Thì các bạn sẽ bật lên bóng quay lại nhanh, thì cái bóng quay lại nhanh này nó chỉ hỗ trợ cho game Liên Quân hay thôi. Và dưới đây là phần Liên Quân Mobile thì các bạn sẽ bật lên. Ok, khi mà chúng ta đã bật này lên xong rồi, chúng ta cùng nhau vào game để chúng ta kiểm tra. Và các bạn cũng nên lưu ý một vấn đề là khi mà chúng ta phải thoát đúng cách nha các bạn. Ví dụ các bạn bật bóng quay lại nhanh này rồi mà các bạn muốn thoát ra tự nhiên hay đột nhiên lúc nào cũng không quay lại được đâu. Ok, mình thì các bạn hãy theo dõi mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta thoát ra đúng cách và quay lại gần là hiệu quả nhất. Ok, sẽ vào bắt đầu. Thông thường khi mà các bạn bật lên rồi á, các bạn muốn chơi á, các bạn thoát ra rồi, các bạn muốn vào lại á, thì game nó sẽ không cho bạn vào cái trong cái trận đó nữa. Các bạn sẽ thuộc về AFK. AFK sẽ từ điểm về uy tín nè, điểm tiêu cực nè, như là Liên Quân á, ở dưới 85 điểm thì chúng ta sẽ bị cấm đấu hàng. Ok, chúng ta sẽ vào đấu thường thôi bạn. Chúng ta đấu thường nha. Tôi mua chỉ mình quán với máy. Vào đấu khó. Rồi mình sẽ test thử xem khi mình thoát ra mình vào lại thì nó có bị out game hay không nhá. Mình sẽ chọn tướng bất kỳ. Mình test thôi, chứ mình không có cần chi mà chọn tướng nào mình yêu thích nhất. Mình sẽ test tướng bất kỳ. Ok, chúng ta sẽ giao tranh một khoảng thời gian để chúng ta out game ra thử nha. Đây. Và các bạn nên lưu ý khi mà các bạn bật bóng quay lại nhanh thì các bạn hãy thoát đúng cách nha các bạn. Ví dụ như ai ở tình trạng này thì các bạn muốn thoát ra, các bạn sẽ thoát ra. Đấy, thì nó các bạn vào lại thì bình thường. Đấy, nhưng mà các bạn để khoảng một khoảng thời gian nữa thì nó sẽ out. Nó sẽ bị mất luôn, nó sẽ không có cái lại. Thì để cách mà chúng ta thoát lại chúng ta nó sẽ hiện một cái bóng được thêm một cái bóng chat trên Messenger Zalo á, thì các bạn hãy hy sinh cho mình một cái mạng trên game. Đấy, ví dụ như mình muốn này, các bạn sẽ để cho tướng này đánh cho mình nó bị die up luôn thì mình sẽ thoát ra, thì sẽ có cái mục để như bóng chat. Đây, hiện tại là mình đã bị die up xong, mình sẽ thoát ra ngoài. Thì trên màn hình chính các bạn thấy không, nó sẽ có để là đang tái sinh, trong vòng 4 giây nữa là đang tái sinh. Thì chúng ta bấm vô đây nó sẽ quay lại. Đấy, đó là cách mà chúng ta không phải đau lót lại game, không ở bất kỳ đấu thường hay đấu hạng vẫn được nha bạn. Mình đã test rồi, đấu hạng cũng chúng ta có thể out được. Và ví dụ như trường hợp mà đã qua giờ tái sinh thì mình có thể vào lại được nữa hay không, thì mình cũng sẽ test thử cho các bạn xem khi mà đã hết giờ tái sinh thì nó đã sống và tướng mình cũng đã được sống dậy, thì mình có được vào y như cái lúc hồi mới tái sinh hay không nhá. Thì mình cùng đợi tướng nó ra rồi mình sẽ cho tướng nó quấn mình để cho mình mất thêm một mạng nữa, để mình cùng test khi mà đã hết giờ tái sinh thì nó sẽ như thế nào. Ok, AD quánh với tăng hay là đội sát thủ đấu sĩ. Thì đấu với máy thì tương đối nó sẽ dễ hơn đấu với hàng. Đấu hàng thì đấu cực kỳ là khó. Để xong không ra uống người ta. Đấy, đó. Mình sẽ đứng yên chờ đợi bên cho nó mau ha các bạn.
đã xong. Ok. Rồi thì chúng ta sẽ thoát ra. Đang tái sinh là 11 giây nữa, 10 giây, 9 giây, 8 giây, 6 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây và 1 giây. Ok, thì đã tái sinh. Thì khi mà trong Liên Quân nó đã tái sinh rồi thì hiện thời gian đó cho nên mình đang đứng chờ các bạn, 056 giây. Đấy, thì chúng ta sẽ vào bấm vào thử coi xem có vào được chơi cũ hay không nhá. Đây, vẫn vào được bình thường, quá là tuyệt vời đúng không? À, chúng ta ví dụ như trường hợp chúng ta muốn thoát ra, ví dụ như ai đó muốn gọi cho mình, hoặc là mình muốn đọc ai gọi cho mình, hoặc là mình ai đáng tin cho mình có chuyện gấp á, thì mình muốn xem á, đó thì mình có thể là mình sẽ hy sinh một mạng để chúng ta thoát ra ngoài để cho hiện lên một cái bóng chân quay hậu quay lại nhanh. Ở đây mình sẽ hy sinh, mình sẽ lướt đây, mình sẽ hy sinh rồi đấy, mình sẽ thoát ra ngoài để sẽ bóng quay lại nhanh. Ví dụ như mình trường hợp mình muốn vô dùng may double này đấy, thì đó sẽ mình muốn lướt web hay là muốn thông tin gì đó, mình muốn nhắn tin ngay với ai người yêu hay là muốn trò chuyện gì đó, thì mình có thể chờ cái bóng tái sinh này, nó có thể chờ ở đây các bạn thấy không, có thể kéo di chuyển nó ở đâu sẽ lướt đây. Ví dụ mình xem Zalo đi chẳng hạn, mình đọc tin nhắn, mình trả lời bạn mình, ok thì mình chưa đăng nhập Zalo trên này. Đấy, thằng có việc gì đó mình muốn check tin nhắn hay đó, rồi khi mình check xong mình sẽ bấm vào bóng tái sinh, mình sẽ bấm quay lại nhanh thì mình trở lại trận game. Thì đó là sẽ không đau lại, thứ hai là mình sẽ không bị AFK để tránh trường hợp mất uy tín như là bị ảnh hưởng tới đồng đội của mình. Đấy, các bạn thấy không, khá là tuyệt vời, một cái tính năng cũng khá là hay trên những dòng sản phẩm của Oppo Realme hiện tại đang được áp dụng khá là nhiều. Thì có một số dòng chưa áp dụng thì các bạn có thể vào cài đặt khoảng quyền riêng tư, công cụ tiện ích, các bạn sẽ check thử xem máy mình có bóng nó quay lại nhanh không. Và nếu các bạn cảm thấy không khó thì càng hơi cập truy cập vào trang của Google Combo, các bạn sẽ comment về nhớ Google kiểm tra xem tương tự máy của các bạn xem có hay không, hoặc là ví dụ như trường hợp máy này có máy kia không có, máy của bạn mà cùng model của các bạn mà có mình không có thì Google sẽ check cùng cho các bạn xem có cách nào để chúng ta khắc phục được hay không ha. Và mình sẽ thực hiện lại thêm một lần nữa cho nó hiệu quả hơn. Đây, chúng ta sẽ tự hy sinh các bạn mình, chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta cùng chờ cho tầm khoảng đến 1 hay đến 2 phút. Đây, bóng tái sinh vâng. Và cái bóng này có thể di chuyển, các bạn có thể di chuyển trên tất cả trên màn hình. Các bạn nhớ nha, đừng lưu ý để cho nó vô ích nha. Vô ích là nó sẽ bị tắt luôn. Hay tắt luôn là sẽ bị out game đó các bạn. Ok. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta đang để tái sinh. Game để tái sinh, chúng ta sẽ vào Zalada. Sẽ xem những cái mạng mid đó thì chúng ta lựa chọn này. Hãy chơi xong rồi ví dụ như chơi xong lúc trả lời tin nhắn bạn bè xem các những cái lòng cảm thiết nhất. Ok, khoảng một khoảng thời gian tầm 16 phút, 17, 10 giây, 18 giây, 19 giây. Mình sẽ để thêm sự 1 phút, xem khi thời gian đã tái sinh 1 phút, mình sẽ vào lại xem có còn ở trong game nữa hay không nhé. Vì hồi nãy mình chỉ để cho tầm vài giây thì nó sẽ không có sợ, nó sẽ không có mấy, mình sẽ để thêm 1 phút thử xem khi mà vào đó có vào lại được hay không. 40 giây rồi các bạn, chúng ta cùng chờ nha, chỉ tầm 20 giây nữa thôi. Trông chờ cái kết quả này, một cái tính năng cũng khá là hay. Và đặc biệt là bóng quay lại nhanh này chỉ hỗ trợ cho em Liên Quân thôi, còn T-Fi thì chưa có hỗ trợ. Ok, một phút chúng ta sẽ vào lại. Đây, rồi vào lại thì là đối phương đã đánh xong trụ mình rồi, mình vẫn còn trong trận. Đấy, khá là tuyệt vời đúng không ạ? Một tính năng khá là hay, thì các bạn có thể kiểm tra máy của mình, chúng ta sẽ bật lên để sử dụng một cách hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.